đỏ, trông nó rất là sặc sỡ. Đi nuôi một lươn vàng, để có một cái lươn vàng. Và như các bạn có thể thấy là trên kênh mình up rất nhiều video về mèo, làm quay phim mèo. Mong là các bạn xem được một kênh mình để có thể kiêm nhiệm động lực phát triển một kênh lâu dài. Chẳng có thể rất thích. Các bạn xem video của mình nhé. Các bạn xem video của mình thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel MailVN nhé.